Đội tuyển nữ Nhật Bản giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Zambia. Đội tuyển nữ Nhật Bản tạm chiếm ngôi đầu bảng C và có nhiều cơ hội sớm giành quyền vào vòng knock-out World Cup nữ 2023 sau khi đánh bại đội tuyển nữ Zambia 5-0 ở trận ra quân. Đội tuyển nữ Nhật Bản đã có màn khởi đầu hoàn hảo khi có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước đội tuyển nữ Zambia. Ở lượt trận ra quân bảng C World Cup nữ 2023, Hinata Miyazawa, cô đúc, cùng Minata Nakata, Jun Endo và Riko Ueki đã thay nhau phá lưới Zambia để mang chiến thắng về cho đại diện Nhật Bản. Kết quả này phản ánh đúng diễn biến trận đấu khi mà Nhật Bản tỏ ra quá mạnh so với đội bóng có thứ hạng thấp nhất trong số 32 đội dự World Cup nữ 2023. Đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất sau 7 trận đã diễn ra tại kỳ World Cup được tổ chức tại Australia và New Zealand. Với kết quả này, đội tuyển nữ Nhật Bản cùng có 3 điểm như đội tuyển nữ Tây Ban Nha, nhưng tạm đứng đầu bảng C nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trước đó, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển nữ Costa Rica 3-0 nhờ các bàn thắng của Del Campo, đá phản, Aitana Bon Mati và Esther Gonzalez. Ở lượt trận thứ hai bảng C, ngày 26 tháng 7, đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ chạm trán Costa Rica trong khi tuyển nữ Tây Ban Nha đối đầu Zambia. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ cùng sớm ghi tên mình vào vòng knock-out nếu cùng giành chiến thắng ở lượt thứ hai. Ở trận đấu vừa kết thúc, Nhật Bản đã chơi lấn lướt và tạo ra sức ép rất lớn. Nhưng phải đến phút 42 họ mới xuyên thủng mảnh lưới Zambia sau pha dứt điểm của Hinata Miyazawa. Sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục chơi ép sân và có bàn thắng nhân đôi cách biệt lên 2-0 sau pha đệm bóng dễ dàng của Minata Nakata. Trước pha lập công này, Minata Nakata cũng đã hai lần đưa bóng vào lưới Zambia nhưng đều không được công nhận sau khi trọng tài nhờ đến sự trợ giúp của bà. Có được hai bàn dẫn trước, Nhật Bản thi đấu càng hưng phấn hơn trước khi ghi thêm hai bàn thắng do công của Endo Jun và Miyazawa Hinata. Đến phút bù giờ cuối cùng, Nhật Bản còn được hưởng penalty và chơi hơn người sau tình huống thủ môn Musonda của Zambia phạm lỗi trong vòng cấm và bị truất quyền thi đấu. Trên chấm 11m, Riko Ueki phải đến lần sút phạt lại mới có thể tận dụng được cơ hội để ghi bàn ấn định chiến thắng đậm 5-0 cho Nhật Bản trước Zambia.